Về thêm một cái mẫu xe Kia K15 đẹp căng thẳng, các bác cùng tham khảo nhé. Trước mắt toàn thể cô chú anh chị em, đây là một cái mẫu xe tải Thaco Frontier Kia K15 đời 2017. Hồ sơ cầm tay, xe đã rút hồ sơ rồi, ra tên rất là nhanh thôi. Đăng kiểm hiện tại của mẫu xe này còn tới tháng 6 năm 2024. Đăng kiểm còn tới 6 năm 2024. Thùng dài lọt lòng là 3,5 m. Chưa có điều hòa, sàn vẫn sạc sóng nguyên bản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả cái mẫu xe nguyên bản, từ sơn zin, từ phần máy móc, zin từ máy móc đến gầm bệ, đến sơ si các bác nhé. Mẫu đời 2017 này thì cam kết cho bác luôn là đều không đâm va nhé. Toàn bộ với những phần mã kính này, mã kính này có nguyên này. Đấy, bên này cũng vậy, mã kính còn nguyên này, 17 này. Toàn bộ phần cột kèo, nói chung là cam kết cho bác là không đâm va luôn nhé. Những cái mẫu xe này nó chỉ bàn về giá thôi, bàn về giá thôi. Đó, mã kính còn nguyên, xe cam kết không đâm va. Toàn bộ cột kèo keo chỉ nguyên bản. Đó, đi nói chung bởi vì những cái đấy em cam kết rồi thì chúng ta sẽ cùng đến nhanh với toàn bộ phần nội thất cũng như là gầm bệ thùng sàn của mẫu xe này. Chiếc xe này thì toàn bộ phần tắp ly cửa đây. Đây, toàn bộ phần tắp ly cửa đây. Đấy, toàn bộ hệ thống điện lên sụp kính này. Cái phần màu của phần nhựa của phần bên cái cửa tắp ly cửa này nó còn đều đẹp nhá. Nó không bị xỉn màu. Nó không bị xỉn màu, nó cũng không bị bạc hay bị xước xát gì cả. Nó còn như là giữ nguyên form. Xe thì cam kết cho các bác không đâm va rồi, nên là cái vấn đề đâm va thì các bác có thể yên tâm. Đó, tiếp tới chúng ta sẽ cùng đi tới phần nội thất. Thì với thất rất cơ bản, với ghế bọc da, trần thì cũng là trần thì nguyên bản thôi nhé. Ghế bọc da có mang nhãn hiệu Kia đây rồi. Và trần thì vẫn là trần lỉ nguyên bản. Đây, trần vẫn là trần nguyên bản, không có vết mốc, vết bẩn gì cả nhé. Đó, ok. Tiếp tới thì tới phần vô lăng cửa số thì chúng ta có gì nhỉ? Ở chiếc xe này theo hiển thị trên đồng hồ của cái mẫu xe này thì chiếc xe này đi được 10 vạn. Đây, chiếc xe đi được 10 vạn nhé. Đây, 10 vạn 044 đây. Đó, toàn bộ phần vô lăng có trang bị thêm một cái bọc vô lăng đây rồi. Cái phần phím còi thì vẫn còn giữ nguyên được cái độ nhám nhé, vẫn còn nguyên được độ nhám. Đó, tiếp theo là phần cửa số thì sao? Cửa số thì đây, đấy, cái phần cửa số còn rất đẹp, còn đều đẹp. Chiếc xe này mới về nên chưa có dọn rửa gì cả, nên là gần như là những vết bụi vẫn còn nguyên. Đấy, chiếc xe này có trang bị đài FM thôi, có trang bị đài FM nhá. Đã có trang bị đài FM và hiện tại thì chưa có lắp điều hòa. Hiện tại chưa lắp điều hòa đâu. Đấy, các bác mà mua thì em sẽ hỗ trợ phần lắp điều hòa cho các bác nhé. Và sẽ cố gắng lắp điều hòa mới nhất cho các bác luôn nhá, điều hòa mới nhá. Ok, tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng sàn. Sang bên phần thùng sàn thì sẽ sang bên phía bên phụ này thì nó sẽ có cái điều kiện ánh sáng tốt hơn. Đây, tổng thành về sơn vẫn đang zin cả xe nhá, sơn vẫn đang zin cả xe đấy, sơn zin cả xe, xe cam kết luôn là không lỗ đâm va gì cả. Đi tới phần thùng sàn thì chúng ta có cái gì? Với toàn bộ phần đây, toàn bộ phần tôn thành thùng đây. Đây là toàn bộ phần tôn thành thùng nhà máy nhá. Đây, toàn bộ phần tôn thành thùng nhà máy này, tôn thành thùng nhà máy, toàn bộ phần bừng thành đây, bừng thành như thế, bừng thành này, cái hàng đi bấm này, hàng trên, hàng dưới đều đều này. Xe này em còn ủ dầu nhá, em đang ủ dầu để cho tránh han thôi, mới rửa xong. Đấy, tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần sàn sóng. Phần sàn sóng chiếc xe này chưa có lót sàn, nhưng mà toàn bộ phần sàn sóng nó còn đều đều này, nó không có cong võng gì cả, không cong võng, không mối mọt. Một cái mẫu xe đi được 10 vạn. Đó, đầy đủ lốp sơ cua, đầy đủ cả. Đây, còn quả này thôi, quả sau thì còn cái la răng. Đó, đây lốp tác còn tương đối nhá, cũng không gọi là quá mới đâu nhưng mà tương đối. Chất xe thì khá là ok. Tiếp tới chúng ta cùng đến với cả phần bừng đít. Toàn bộ phần bừng đít cũng như cánh thùng sau đây. Cái mẫu xe này thì em đã chụp ảnh rồi, thế là các bác mà cần cái hình ảnh chi tiết hơn về từng cái chi tiết nhỏ thì có thể là kết nối với em nhé. Qua số hotline là 0975 180777 và 0981 188765. Đi tới phần sàn bên trong. Cái xe này hiện tại chưa có lót sàn. Và như cô chú anh chị em đang thấy, toàn bộ phần 3 bình thành này, toàn bộ phần 3 bình thành chưa có lót sàn gì cả. Sàn cũng còn nguyên, chưa lót sàn. Khung thành thùng đẹp, đều đẹp. Đấy, có những cái phần hạn, những cái phần rỉ thì không thể tránh khỏi rồi. Nó cũng tính ra cũng của tầm là 5 năm rồi nhé, 6 năm rồi. Đấy, đây, toàn bộ phần sàn này, sàn sóng đẹp nguyên, cái mũi sàn này nó không bị võng, không bị móp méo gì cả. Đó, ok.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra qua về phần lái của mẫu xe Kia K165 đời 2017, một mẫu xe hồ sơ cầm tay này các bác nhá. Đến với phần cua lốp và phần máy của mẫu xe này, toàn bộ phần cua lốp đây. Đây, đây những cái phần đây như kiểu dạng dính dính bẩn bẩn nhựa đường thôi. Đấy, nhựa đường nhá. Nhưng mà không có mới mọt gì đâu. Đây. Vẫn còn vết bẩn này. Đấy. Không có mới mọt gì cả. Nó còn nguyên vẹn, đều đẹp và cái màu của cabin còn nguyên. Đó. Bên lái như nào thì bên phụ cũng vẫn gần như tương tự như vậy, cái cua lốp nó còn đẹp lắm. Không bị mới mọt gì đâu. Tiếp tới là phần chống nóng chống mồ này. Đấy, nó còn giữ nguyên phần bạc trắng này. Đấy, giữ nguyên phần giấy bạc luôn. Đó. Ok. Tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần máy của cái mẫu xe này. Mẫu xe này thì hiện tại máy móc khô ráo, chiếc xe này em mới ủ dầu nhé. Chiếc xe này em mới ủ dầu. Bởi vì cái tính chất công việc nó để ở ngoài trời mưa nhiều nên là phải ủ dầu để hạn chế những cái nó liên quan đến han gì. Đấy. Đây zoom kỹ hơn nhé. Toàn bộ phần mặt mặt máy này khô ráo này. Đây phần tem cờ còn nguyên này. Đấy các bác thấy chưa? Đây. Đây thấy chưa? Đây là phần gọi là phần tem cờ nó đây. Đây tem cờ đây nhá. Đấy còn nguyên tem cờ này. Đó. Máy móc còn nguyên bản, máy móc còn zin, toàn một phần bơm đây. Cái màu bơm nó rất đẹp nhá. Màu bơm cũng rất đẹp này. Đó. Toàn bộ phần nói chung là toàn bộ phần máy móc nó khô ráo nhá, nó không chảy dầu, không gì cả. Toàn bộ phần cái thùng phẳng phiu, không móp méo gì cả nhá. Đó. Ok thì vừa rồi đó chia sẻ về cái mẫu xe Kia K165 đời 2017. Và vừa rồi đó là một cái video review khá là chi tiết về cái mẫu xe Kia K165 đời 2017 hồ sơ cầm tay, đăng kiểm còn tới tháng 6 năm 2024. Hiện tại cái mức giá dành cho cái mẫu xe này em đang báo với cái mức giá là 315 triệu đồng. Cô chú anh chị em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì nhấc máy gọi điện cho em ngay nhé. Và xin được báo lại mức giá. Mức giá của mẫu xe K165 đời 2017 tại 2/4 này với mức giá 315 triệu đồng vẫn còn độc đáo cho cô chú anh chị em thêm một chút nữa. Và đó là mẫu xe K165 đời 2017. Bạn nào quan tâm mẫu xe này thì kết nối em qua các số hotline 0975 180 777 và 0981 188 765. Em là Trọng Xe Đẹp, địa chỉ ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ báo giá chi tiết là sau. Trọng Xe Đẹp quay là bán.